Cư dân mạng xin hãy nghe tôi nói, cái chết của 6 người họ chỉ là tai nạn. Xin đừng gọi tôi là Diêm Vương nữa, hệ thống người mẹ nó thật sự là hố chết ta rồi. Hiện tại tôi đang theo dõi 6 người, kết quả là 6 người đã chết. Cư dân mạng phát hiện, hiện tại tôi chỉ theo dõi đến 6 người. Nói xem cư dân mạng nghĩ gì về tôi, hiện tại trên bảng tin tức toàn là đề tài của tôi. Theo dõi một người là chết một người, cái gì mà địa ngục thất lạc, cái gì sống Diêm Vương lục sát chờ liên tiếp lên hot search. Ngay cả công ty đã hợp tác với tôi để phát sóng trực tiếp. Tất cả vì những vấn đề lớn nhỏ như trốn thuế, cả công ty sụp đổ. Đến giờ hầu như không có công ty nào dám hợp tác với tôi nữa. Hệ thống ngươi nói ngươi không phải tại hố ta sao. Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục tôi sẽ bị nó lừa chết. Hệ thống mà người khác có được sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ mọi người nghĩ tôi là đối tượng nguy hiểm. Hôm qua quảng cáo bán mì ăn liền của Lý Sư Phụ. Thương hiệu đã cho tôi 500.000 đô, 1,5 triệu người hâm mộ số người trực tuyến trực tiếp 100.000 người, phát sóng 2 tiếng mới bán được hai đơn hàng. Nói ra cũng thật mất mặt, hệ thống nói thật, ta không muốn mày nữa, hôm nay tôi đang ở trên truyền hình trực tiếp. Và đài truyền hình theo dõi hai người, kết quả hai người lại chết một cách ly kỳ. Ngay cả đài truyền hình cũng bị đóng cửa, cuối cùng cảnh sát cũng đến bắt tôi, nói rằng tôi cố tình giết người để thu hút lưu lượng truy cập. Thật ra sáng nay, tôi đang vui vẻ chuẩn bị, đến buổi họp báo của sư phụ Lý, vì một triệu đô đó, tôi miễn cưỡng đồng ý, bị một nữ phóng viên chặn lại. Chào ông Trương, tôi là phóng viên của đài truyền hình Xuân Giang. Rất nhiều người trên mạng nói anh là Diêm Vương. Tôi đang cố giữ anh lại, phỏng vấn anh được không? Xin lỗi, tôi phải đi giúp Lý Sư Phụ, đến hiện trường và làm rõ vài điều. Tôi e là không có thời gian để cô phỏng vấn. Ông Trương, ông không biết sao. Tối qua tại phòng phát sóng 715, thương hiệu của Lý Sư Phụ đã được đặt tên. Mì thịt bò dưa chua cũ của thương hiệu bọn họ. Có vấn đề lớn về an toàn thực phẩm, bây giờ các bộ phận liên quan đại lý truyền thông các công ty lớn và siêu thị đều đang tìm kiếm họ bây giờ họ đã tự lo cho mình rồi kẻ trốn cũng không kịp sao có thể tổ chức họp báo được và tôi tình cờ đến từ chỗ họ vì vậy tôi đến đây để phỏng vấn anh tôi cũng muốn xem liệu tôi có thể bác bỏ tin đồn đó không không thể nào một triệu họ nói vậy là mất rồi sao tôi rất ngạc nhiên tôi không thể nói bất cứ điều gì lúc này nữ phóng viên tiếp tục nói chuyện của lý sư phụ tôi không nghĩ nó liên quan nhiều đến ông trương bởi vì họ đúng với chuyện an toàn thực phẩm không được kiểm soát nó mới xảy ra ông trương ông không muốn sao với sự giúp đỡ của các phương tiện truyền thông chính thức như của chúng tôi sẽ làm rõ chuyện những người và công ty ông đã theo dõi trước đây đó đều là vấn đề của bản thân họ nhưng ai bảo anh quay lưng tình cơ gặp được những chuyện đó chẳng lẽ trương tiên sinh anh không muốn bỏ cái mũ của diêm vương xuống sao tôi muốn mượn cơ hội hợp tác với một công ty lớn như lý sư phụ có thể xóa bỏ nhận thức sai lầm của các doanh nghiệp về tôi không ngờ lý sư phụ cũng đã đổ vỡ rồi trả lời phỏng vấn của phóng viên này có thể là một điều tốt cho tôi nếu không sau này cũng không có thương hiệu nào tìm tôi hợp tác thế là tôi nói với phóng viên có thể phỏng vấn bằng cách nào như vậy ông trương tôi nghĩ cách tốt nhất để bác bỏ tin đồn là phát sóng trực tiếp đó là sự thật và thuyết phục hơn tôi nghĩ là truyền hình trực tiếp vì trước đây cũng không có truyền hình trực tiếp thuyết phục hơn thế là tôi nói được vậy chúng ta bắt đầu thôi cố tình lắp đặt camera cuộc phỏng vấn cũng chính thức bắt đầu xuân giang tập trung vào sự trở lại của xuân giang tôi là phóng viên trực tiếp hôm nay chúng ta đến cửa hàng bình an của diêm vương hãy phỏng vấn một chút về địa ngục trong truyền thuyết có phải là tà môn như trên mạng không chào ông trường chuyện sáu người chết anh có gì muốn nói không không có gì để nói tôi chỉ có thể nói với mọi người đây là tai nạn mọi người phải tin vào khoa học vậy à vậy thì bên làm việc với anh nhiều hơn ít hơn có vấn đề cái này thì sao? Tôi không cần giải thích nhiều về vấn đề này. Giống như cái bình cho tôi vừa bán, công ty của họ đã trốn thuế, không thể vì tôi hợp tác với họ, họ mới trốn thuế, phải không? Đó là vấn đề của chính công ty họ. Về phần công ty mì ăn liền Lý sư phụ hợp tác ngày hôm qua, họ vừa được nêu tên trong phòng trực tiếp 715 ngày hôm qua. Nhưng điều tôi muốn nói là, có phải vì sự theo dõi của tôi, công ty họ có dùng dưa chua không? Thứ hai, ngay cả khi tôi không theo dõi đến họ, phòng trực tiếp 715, danh sách các công ty được nêu tên, bao gồm cả những cuộc phỏng vấn của phóng viên trước đó. Và video sản xuất và nhiều hơn nữa, có thể là vài tháng trước. Mọi người hiểu chứ? Vì vậy, những thương hiệu này đã xảy ra chuyện. Thật ra là không liên quan nhiều đến tôi. Ông Trương, cư dân mạng bây giờ đều gọi anh là Diêm Vương Sống. Bạn muốn nói gì với cư dân mạng trước màn hình? Tôi chỉ muốn nói là mọi người quá mê tín. Thế giới này không có ma quỷ gì cả, cũng không phải địa ngục nếu tôi là diêm vương sống tôi còn mở cửa hàng tăng lễ bình an làm gì phải không tôi có quyền cho sống và giết người tôi cần truyền hình trực tiếp còn cần làm việc vất vả kiếm tiền sao đúng không đúng vậy ông trương tôi hoàn toàn đồng ý với những gì anh nói nhưng không có bằng chứng ông trương ông dám không làm một bài kiểm tra trực tiếp với nhóm của chúng tôi dù là tai nạn hay không bài kiểm tra sẽ là câu trả lời chính xác nhất kiểm tra cái gì nếu ngài đã nói Tất cả những gì xảy ra trước đó đều là tai nạn. Vậy thì hãy đứng trước khán giả trước TV. Và tất cả cư dân mạng trong phòng truyền hình trực tiếp. Theo dõi vào một người để xem có chuyện gì xảy ra với họ không. Nếu người này không qua đời, mọi hiểu lầm của mọi người về anh tự nhiên sẽ được giải quyết. Anh thấy sao? Được rồi, vậy để công bằng. Tôi sẽ cho người dẫn chương trình chọn. Anh chọn cái nào? Tính cái nào? Được rồi, để tôi chọn. Nói xong còn đang đếm ngược 5 chữ số 54. một vậy thôi, nói đi người dẫn chương trình đã nhấn vào một video trực tiếp hình như là một cuộc thi thể hình trước ống kính là một người da đen to lớn anh ấy ăn mừng khi vừa giành chức vô địch với bộ ngực trần anh chàng này là nhà vô địch thể hình thân hình này cơ bắp bùng nổ này xác suất xảy ra chuyện cực kỳ nhỏ mạnh mẽ như vậy vị này có khả năng xảy ra tai nạn không rốt cuộc điều này có thể xảy ra đây thiên vương lão tử đến rồi hắn mở cửa cũng là diêm vương sống ai có thể thấy điều này cảm thấy khoảng thời gian này Danh tiếng của Diêm Vương sợ là không kéo dài được nữa. Lúc này MC cũng nói, mọi người có thể xem thông tin của người này. Thể hình châu Phi đã từng đạt được liên đoàn thể hình quốc tế nhóm thanh niên. Vô địch hạng cân 75kg trên toàn thế giới, sức khỏe cũng rất tốt. Với số mệnh này, hắc bạch vô thường cũng khó mà làm gì được. Tiếp theo, xin mời ông Trương của chúng tôi, hãy theo dõi đến anh ta. Được rồi, được rồi. Nói xong, tôi không đợi hệ thống quét. Liên trực tiếp cho đối phương một cái theo dõi vì đây là hiện trường, phát sóng trực tiếp phải thật. Nếu không chú ý đến điểm này, nó sẽ làm cho người ta đang xem trực tiếp. Tất cả khán giả cảm thấy càng mờ ám, tuy nhiên, cư dân mạng không thể ngồi yên. Chương trình có giấy chứng nhận thi công, nó giống như một ngôi sao, đen trắng vô thường. Làm thế nào để móc đúng? Chọn một nhà vô địch thể hình. Sinh mệnh cứng rắn như vậy, Diêm Vương sao có thể nói chứ? Đối tượng quét vô địch thể hình, tín hiệu nguy hiểm. Xác suất nguy hiểm tiếp theo là 100%. Xác định đối tượng nguy hiểm thể chất rất tốt. Vui quá hóa buồn, nguy cơ cao vãi kìa, thuộc tính khách hàng chất lượng cao. Hệ thống nhắc nhở ký chủ hãy quan tâm, nhưng mà dây tiếp theo người dẫn chương trình hét to một tiếng, sau đó sững sờ tại chỗ, phòng phát sóng trực tiếp cũng là nháy mắt bị dấu chấm hỏi bình luận. Có rất nhiều bình luận chửi thề, quỷ chết online tăng đột biến, khủng khiếp như vậy. Ba thiên vương này lão tử đến rồi, ngươi cũng là địa vương sống. Diêm vương đại ca, sao miệng anh toàn là chuyện ma quỷ vậy? Không, không sao đâu, anh gọi đó là ổn. Đại huynh đệ, Diêm Vương không phải là quỷ sao? Anh tin những gì anh ta nói, nhưng mà, rất nhanh một cái tiêu đề là Diêm Vương sống online câu hồn. Video về thời khắc thất sát đã hoàn toàn lan truyền. Một đám nhìn chỉ cảm thấy ra đầu tê dại. Nguyên Lai, like, nhà vô địch thể hình sau khi giành chức vô địch, hưng phấn trước mặt mọi người, thực hiện một cú nhảy lộn nhào, kết quả cũng không biết chuyện gì xảy ra, có vẻ như không thể kiểm soát được. Không lật ngược kịp, đầu chạm đất, ngay sau đó nặng nề nện xuống sàn cô có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó hắn liền nằm bất động trên mặt đất. Nếu không có tai nạn, nó có chết ngay tại chỗ không? Bình luận bên dưới video ngay lập tức nổ tung, có người nói thân hình này, sức bật này, bình thường mà nói, một cú lộn ngược là bình thường. Làm sao có thể sai lầm? Thật mỉa mai, ra vô số mồ hôi luyện thành một thân cơ bắp, chỉ bị xui xẻo một chút đã biến thành một thân thịt chết. Trên thiên đường có bán thuốc hối hận không? Tôi cảm thấy cơ bắp người này rất mạnh mẽ. Sẽ ổn thôi cơ thể không cử động trong một thời gian dài có lẽ không ổn đâu trọng lượng cơ thể quá lớn đập một cái vào đầu và cổ mạnh mẽ hơn nữa cũng nhìn thấy thượng đế chào mừng các bạn đến với màn trình diễn mới nhất của diêm vương tốc độ ánh sáng của cái chết nhớ một ngôi sao bóng đá anh cũng bị ngã chết khi đang ăn mừng chết mẹ rồi cảm thấy cuộc đời thật mong manh tất nhiên cũng có nhân viên chuyên nghiệp đưa ra đánh giá chuyên nghiệp thực ra là huấn luyện viên của một trường võ thuật không ngừng chửi bới nó được gọi là lộn nhào đây rõ ràng là trang bức thất bại bởi vì động tác lộn nhào hoàn toàn không có tất cả những gì cần thiết cũng không có không có gì chỉ một cú nhảy lùi tất nhiên bình thường có lẽ dựa vào sức bật cường đại có thể thành công chỉ cần một chút mất cân bằng ngay cả cơ hội cứu người cũng không có lật nó lại bùng nổ hút lại ngửa không có động tác cơ bản nào để lộn ngược đùa với mạng sống của mình nhảy lộn nhào là một hành động cực kỳ nguy hiểm mọi người hoặc không tập hoặc là tìm cơ sở đào tạo chuyên nghiệp để luyện tập đây là một ví dụ người này nói cho chúng ta biết những thứ không giỏi thì đừng tùy tiện luyện tập thành thạo đến mức không thể sai lầm đang làm động tác nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn có bạn bè hiểu nghề không ít người đồng ý nhất trí cho rằng đây là tứ chi phát triển người có đầu óc đơn giản đã thất bại người đẹp dẫn chương trình bị dọa không nhẹ lúc này mới tỉnh táo lại ở hiện trường trực tiếp yếu ớt hỏi ta một câu ông trương chuyện này tôi cũng không biết nói gì tôi muốn làm rõ chuyện này lại một nghiệp chướng trước mặt khán giả cả nước Thật không ngờ, may mắn cho MC, đúng vậy. Tập trung vào một cái là tập trung vào một tai nạn. Tai nạn, ông Trương, ông nói đó là tai nạn. Khu vực bình luận, lúc này quả nhiên đây mới là Diêm Vương mà chúng ta quen thuộc. Đánh chết cũng không thừa nhận, tai bị chai rồi. Lại là tai nạn, ông Trương, ông nói đó là một tai nạn. Vậy chúng ta có thể kiểm tra cái khác không? Có thể thử thêm một lần nữa và vẫn để anh chọn một người ngẫu nhiên. Như ông Trương muốn, tôi sẽ chọn một người phát trực tiếp khác. Tin tôi đi, chọn đồng thời hai khả năng bất ngờ. Chắc chắn thấp hơn mua vé số, phải, đúng vậy, nếu có chuyện gì xảy ra với người mà anh đã chọn cả hai lần và tất cả đều lạnh xác trong một ngày, người dẫn chương trình có thể đi mua vé số. Lúc này tôi cũng không tin hắn có thể chọn. Có chuyện xảy ra với cả hai người, ông Trương, nếu người may mắn thứ hai này vẫn xảy ra chuyện, phải làm gì sau khi điều chỉnh tâm lý của mình, nửa đùa nửa thật hỏi, và cô ta tò mò nếu điều đó xảy ra. Tôi sẽ làm gì nữa, là ngụy biện, là lừa gạt hoặc một cuộc thách đấu. Ta phất tay cười nói, chuyện này không thể xảy ra ngoài ý muốn. Làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Ý tôi là, trong trường hợp, dù sao thì cũng có thể, phải không? Cho dù xác suất này rất thấp, rất thấp, nếu người tiếp theo vẫn như người này. Tai nạn, vậy thì tôi sẽ thừa nhận rằng tôi đang quên lời nói của tôi. Ta xòe tay nói, lúc này ta đột nhiên nghĩ đến, khi người phóng viên vừa giới thiệu tên của mình. Tôi không quan tâm, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Liên hỏi người phóng viên, khi cô vừa giới thiệu tên của mình tôi không nghe rõ cô nói lại tên mình được không được rồi ông trương tên tôi là hào huyền tuyên được rồi được rồi được rồi đại ý rồi chẳng lẽ đây là trời không cho ta sao quên đi để tôi xem họ chọn được bao nhiêu các bạn thân mến trước tv các cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp tiếp theo hãy cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu lúc này chúng ta sẽ tin tưởng một lần nữa đó là những gì anh đã nói chỉ cần một tai nạn lần thứ hai con người của địa ngục này không thể giả vờ được. Diêm vương sắp ngả bài rồi sao? Đừng giả vờ nữa. Diêm vương sống thừa nhận mình chính là Diêm vương sống sao? Mẹ kiếp, vì sao xem truyền hình trực tiếp cảm thấy tâm tình dâng trào? Lúc đó phóng viên cầm điện thoại của tôi, trước mặt mọi người ngẫu nhiên lật xem phòng truyền hình trực tiếp. Đây rồi, đại trưởng ca châu Phi, xin ông Trưng của chúng ta theo dõi đến ông ấy. Họ đang phát sóng trực tiếp trên đường phố. Được rồi, được rồi. Nói xong, tôi lấy lại điện thoại và theo dõi. Tất nhiên, Ngôn ngữ quảng cáo cũng vậy. Sau tất cả, họ nói rằng quảng cáo của tôi là một lời nguyền. Để làm sáng tỏ, tất nhiên là phải làm đủ cả một bộ. Được rồi, vì ông Trương đã theo dõi, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Cứu tôi với, ngay lúc này, trong phòng truyền hình trực tiếp truyền đến tiếng thét chói tai. Người phóng viên hét lên hoảng sợ, hàng triệu cư dân mạng trực tiếp lên mạng. Con dao trắng đâm vào con dao đỏ, người phát sóng vừa được theo dõi bị dao đâm trên đường phố, truyền hình xuân Giang đã bị cấm chiếu. Bàn phím, bùm bùm, ngay khi các fan chuẩn bị cho việc này, khi xuất khẩu, phát sóng trực tiếp đột nhiên bị cắt. Đây là một thông báo bị cấm, đồng thời, hàng triệu người trên toàn quốc đang xem chương trình này. Tết năm nay không nhận quà, nhận quà chỉ nhận vàng não, đang phát sóng trực tiếp hình ảnh biến thành não vàng quảng cáo. Quét thành công, đối tượng quét châu Phi, tín hiệu nguy hiểm, xác suất nguy hiểm tiếp theo là 100%, nguy hiểm định vị khách hàng thuộc nhóm tiềm năng cao hệ thống nhắc nhở mời ký chủ mau chóng theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của đối tượng đang mất dần mẹ kiếp hệ thống ngươi là thật hố ta rồi người ta đã bị đâm rồi mới nhắc nhở ta ta cần ngươi làm gì thôi không cần phải giải thích nữa tôi đoán là cái mũ của diêm vương này không thể tháo ra được nữa quên đi dù sao tôi cũng thừa nhận được rồi 12 giờ trưa hai cảnh sát tìm đến cửa chào ông là trương bình an phải không tôi là người của cục cảnh sát có người tố cáo anh cố ý giết người để thu hút lưu lượng truy cập xin vui lòng hợp tác đi với chúng tôi